thất diệt Long Đế chương 617, cục diện xấu nhất. Thông đạo nối liền bắt mạc sẽ do nghiệp cơ trấn thủ, hắn chỉ cho lục ly thời gian nửa năm. Nửa năm sau nếu lục ly còn không cách nào đánh giết tộc vương tinh không tộc, thông đạo kia nhất định phải hủy. Có đám người mông trí và giả dạ tra ở đây, mông thần tạm thời tin tưởng lục ly, bằng không thông đạo này khẳng định phải bị hủy ngay lập tức. Nửa năm sau mới hủy cũng là vì nghĩ cho an toàn của hoang giới, vạn nhất lục ly cấu kết đại thế lực Trung Châu giết vào đây thì sao? Nửa năm Vẻ đắng chát nơi khóe miệng lục ly càng đậm mấy phần, xem ra chuyện ở hoang giới này đã triệt để thất bại. Hắn nghĩ không ra cách gì, đành phải dẫn theo chúng nhân trở về. Truyền tống tới tiểu thế giới lục ải nhân, lục ly để người mảnh tượng tộc trời đi trước. Sau đó gọi người của Bạch Gia đến tiếp tục trấn thủ lối vào, đồng thời mở lại đại trận. Chuyện đi về của mảnh tượng tộc Lục Ly giao phó hết cho dạ tra, bọn hắn tới thế nào thì về thế này. Lục Ly nói hắn phải trở về suy nghĩ một phen rồi thông báo cho đám người mông trí sau. Hắn còn nói sẽ đưa vào một nhóm linh tài, để mảnh tượng tộc tận hết khả năng bồi dưỡng càng nhiều quân hầu cảnh. Đám người mông trí biết việc này đã hết cách vãn hồi, sắc mặt đều rất khó coi, có chút ấy nấy, lại không biết nên nói gì. Lục Ly dẫn Bạch Thu Tuyết trở về, đi thiên ngục đảo, sau đó truyền tống về Linh Đế Thành. Trong Linh Đế Thành vẫn rất bình tĩnh, trước mắt chưa có tin tức gì báo về, Tống Kỳ hẳn còn đang bị vây khốn trong tuyệt địa. Tâm tình lục ly không tốt, không nói nhảm gì nhiều với chúng nhân, một mình lặng lặng bế quan. Một là hắn muốn ổn định cảnh giới một phen, hai là ngẫm xem còn cách nào phá cục không, hắn là người không dễ dàng từ bỏ, chỉ cần có một khả năng dù là rất nhỏ hắn đều sẽ cố gắng tranh thủ. Bạch Thu Tuyết rất hiểu chuyện, không đi quấn lấy lục ly mà cũng bế quan nàng định tiến một bước tham ngộ thiên mỹ thuật nếu có thể lên tới tầng thứ hai không chừng nàng sẽ mị hoặc nhân hoàng khi ấy liền có thể giúp lục ly nắm xuống hoang giới bạch hạ sương sớm đã bế quan có lẽ bởi vì cảnh giới bản thân quá thấp thường xuyên bị lục ly cười nhạo đám người minh vũ không biết những ngày nay lục ly đi đâu đã xảy ra chuyện gì chẳng qua ai nấy đều cảm giác được một tia đè nén và bất thường tất cả mọi người đều cố gắng tu luyện ngày nào Tống Kỳ còn chưa chết, liền vẫn như một thanh lợi kiếm treo lơ lửng trên đầu chúng nhân bắt mạc. Thái thượng trưởng lão Lục Gia đưa cho Lục Ly rất nhiều linh tài, trong quốc khố còn không ngừng có linh tài huyền tinh được chuyển vào. Lục Ly tạm thời không cần lo lắng chuyện linh tài và huyền tinh, mặc cho mọi người gắng sức tu luyện, đừng sợ tiêu tốn linh tài. Trầm tư tu luyện 5 ngày, Lục Ly vẫn không nghĩ ra cách gì khả thi, cảnh giới lại đã rất ổn định. Hắn quyết định không đi nghĩ chuyện hoang giới nữa, dù sao vẫn còn thời gian trong lòng hắn cũng vẫn chưa từ bỏ chỉ là trước cố gắng tu luyện tạm thời vứt chuyện hoang giới sang một bên hắn bắt đầu tham ngộ kính tượng áo nghĩa và tốc độ áo nghĩa phân thân vẫn quá ít nếu có thể gia tăng thêm số lượng phân thân phối hợp với tốc độ áo nghĩa như vậy lực sát thương sẽ càng khủng bố thậm chí nếu phân thân càng chân thực có lẽ nhân hoàn cảnh đều chưa hẳn có thể giết chết được hắn tốc độ áo nghĩa vừa mới có bước đột phá trọng đại muốn trong thời gian ngắn có thêm tiến triển sợ rằng không quá hiện thực lục ly một lòng tham ngộ kính tượng áo nghĩa số lượng phân thân dần dần tăng lên nửa tháng sau số phân thân lục ly đã lên tới ba mươi mấy tăng hơn gấp đôi một tháng sau phân thân lại lần nữa tăng thêm hai mươi mấy đạt đến số phân thân cực hạn mà năm đó yêu ma điều khiển lục linh từng làm được tổng cộng lên tới sáu mươi sáu phân thân lục ly rất hài lòng nhiều phân thân như vậy chỉ nhìn thôi cũng đã hoa cả mắt chỉ cần không nhìn ra chân thân, chừng này liền đã đủ rồi, còn nếu có thể nhìn ra được, dù có hơn ngàn phân thân lại được ít gì. Hắn quyết định xuất quan nghỉ ngơi mấy ngày. Được đến tin tức Bạch Thu Tuyết đang bế quan, hắn hơi có chút thất vọng, đi về ăn một bữa cơm, đánh ván cờ với Lục Phi Tuyết. Mặc dù trên mặt Lục Ly không lộ ra quá nhiều tình tự, Lục Phi Tuyết thân là nữ nhân, năng lực quan sát rất mạnh, nhấp một ngụm trà hỏi: "Ngươi có tâm sự?" lục ly nhếch miệng cười nói không có chỉ là có chút khốn hoặc trong tu luyện thôi ở phương diện tu luyện lục phi tuyết không có quyền lên tiếng thực lực nàng không tính quá mạnh thế là cũng không nhiều hỏi dọn ra bàn cờ chuẩn bị đánh một ván ha 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 đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng cười như chuông bạc tiếp đó một đạo bóng người bay vút ra từ trong cung điện bắn thẳng lên giữa không trung lục ly hiếu kỳ đi ra nhìn thì ra là bạch hạ sương dưới chân nàng là một mệnh luân bảy màu Cứ thế bay tới bay lui giữa trời Nét mặt tràn đầy vui sướng Tựa như một đứa trẻ được đến đồ chơi mới Thiên tư đúng là không sai Lục ly khẽ gật đầu Dù bạch hạ sương có được linh tài gần như vô tận Nhưng nếu tư chất không được Thì có cho nhiều linh tài đến mấy cũng vô dụng Hệt như năm đó thiên đà tử xung kích hơn 80 lần đều chưa thể thành công, đương nhiên khi ấy cũng là vì hắn không có thiên xà quả. Hừ, Bạch Hạ Sương thấy được Lục Ly ở dưới, cánh mũi thanh tú hơi rung, bay tới bay lui trên đỉnh đầu Lục Ly, trên mặt toàn là vẻ cao ngạo. Lục Ly cười một tiếng, sau đó nói: "Bạch Hạ Sương, ngươi mặc váy còn bay lên không làm gì?" Dưới này nhìn thấy hết, màu hồng phấn. "Ai nha, Lục Ly ngươi muốn chết." Bạch Hạ Sương tỉnh ra, xấu hổ hận không thể chui xuống đất, ông mặc hóa thành một đạo hồng quang bay vụt vào trong thiền điện, mãi không thấy đi ra. Xa xa xa. Ngay lúc Lục Ly chuẩn bị quay vào trong tiếp tục đánh cờ với Lục Phi Tuyết, Yên phu nhân bước nhanh đi tới, ghé đến bên tai Lục Ly thấp giọng nói. Khương Hoàng phái người truyền tống tới, nói Tống Kỳ đã đi ra từ trong tuyệt địa. Còn chém giết mười mấy thám báo Khương gia, lúc này chính đang lẫn trốn, tung tích bất minh. Cái gì? Chuyện Lục Ly lo lắng nhất đã xảy ra, Tống Kỳ cuối cùng vẫn thoát ra được, hơn nữa còn đang chạy trốn với tốc độ nhanh nhất hắn nhất định sẽ nghĩ hết mọi cách tránh né khương gia truy sát sau đó ra biển đi đến bắc mạc tìm khương kinh linh điều nhân hoàng đi qua trong đầu lục ly bất giác hiện lên ý niệm này nhưng rất nhanh sau đó liền bị phủ quyết khương vô ngã đã khá là bất mãn với hắn tống kỳ ở bắc bộ trung châu có lẽ hắn sẽ không can thiệp mặc cho trưởng lão khương gia truy sát nhưng muốn điều nhân hoàng từ trung châu đến bắc mạc việc này rõ ràng đã đi quá giới hạn của khương vô ngã huống hồ Khương Vô Ngã không muốn Khương Kinh Linh dẫm lên vết xe đổ, Lục Ly bị Tống Kỳ giết, Khương Vô Ngã sẽ còn vỗ tay khen hay. Còn một điểm nữa, Lục Ly là kẻ không dễ dàng cầu xin người khác. Lần trước đi tìm Khương Kinh Linh đã khiến hắn cảm thấy rất mất mặt, thái độ Khương Vô Ngã càng là kích lên tự tôn và kiêu ngạo trong lòng hắn. Liều mạng Nội tâm Lục Ly đột nhiên khẽ động, trong đầu toát ra một ý tưởng lớn mật. Trầm ngâm thoáng chốc, hắn cắn răng hét lớn, sắc mặt dần trở nên dữ tợn, hệt như một con giả thú sa vào tuyệt địa. Linh lung các phái ra vô số thám báo, các đại thế lực cũng điều động rất nhiều trinh sát, tản ra khắp nơi tìm kiếm Tống Kỳ. Nhưng rất đáng tiếc, Tống Kỳ tựa như bốc hơi khỏi thế gian, mãi không thấy xuất hiện. Trinh sát đều là hồn đàm cảnh mệnh luân cảnh, dù là thám báo đỉnh cấp của Linh lung các thì cùng lắm cũng chỉ là bất diệt cảnh, hơn nữa loại thám báo này còn rất ít. Thần niệm nhân hoàng lại mạnh cỡ nào? chỉ cần tống kỳ ẩn núp đủ sâu đủ kín đáo không lộ ra một tia dấu vết bằng vào thám báo căn bản tìm không ra được trước đó có thể tìm tới tống kỳ là bởi nhân số đủ nhiều mấy người tống kỳ cũng chủ quan khương khinh linh không khỏi luống cuống tống kỳ đang muốn đi giết lục ly nếu mặc cho hắn ra biển vậy thì ai cũng không tìm ra được lần lộ diện tiếp theo sẽ là ở bắc mạc sẽ là ở bên người lục ly khương khinh linh thỉnh cầu mấy tên trưởng lão gia tộc tới bắc mạc bảo hộ lục ly chỉ là việc này nói ra rất hoang đường, đường đường là trưởng lão Linh Lung Cát, thân phận tôn quý cỡ nào, lại chạy đi bảo hộ một đứa con rơi lục gia, một tên thổ hoàng đế bắt mạc. Lần này trưởng lão Linh Lung Cát rất kiên định, dù Khương Kinh Linh khóc náo, đòi đi đốt phòng ốc, bọn hắn đều không khuất phục. Càng quan trọng hơn là, Khương vô ngã âm thầm ra lệnh, bất kỳ người nào đều không được phép đi bắt mạc. Khương Kinh Linh nổi giận, trực tiếp đi ra Linh Lung Đảo, muốn một thân một mình tới bắt mạc chỉ cần nàng đi, Khương gia chắc chắn sẽ không yên tâm, dù sao Linh Lung Các cũng đã giết mấy tên trưởng lão Tống Gia, bởi thế chỉ cần Khương Kinh Linh đi bắt mạc, nhất định sẽ có nhân hoàng đi theo. Chỉ là, Khương Kinh Linh vừa mới bước ra Linh Lung Đảo, sau lưng lập tức truyền đến tiếng xé gió, tiếp đó một bàn tay trực tiếp đánh lên gáy, kíp ngất nàng, mang về Linh Lung Đảo. Đồng thời, Khương Vô Ngã còn hạ dược vật ngủ mê cho Khương Kinh Linh, để nàng mê mang một hai tháng. Tiếp sau Khương Vô Ngã lặng lẽ triệu hồi toàn bộ trưởng lão và thám báo đang truy tìm, mặc cho Tống Kỳ rời khỏi Trung Châu đi tới Bắc Mạc. Thân phận Lục Ly quá nhạy cảm, nếu hắn không phải con rơi Lục Gia, lần này Khương Vô Ngã chưa hẳn đã ngăn trở. Còn không Khương Vô Ngã cũng hết cách, trừ phi hắn định trở mặt với Lục Gia. Trở mặt với Lục Gia, làm vậy chỉ sẽ tổn hại đến lợi ích Khương Gia và Linh Lung Cát, thân là các chủ Khương Vô Ngã không khả năng để mặc chuyện như thế xảy ra, chỉ còn nước mắt lạnh nhìn Tống Kỳ tiến vào bắt mạc. Hắn biết rõ, lần này nếu Lục Ly bị Tống Kỳ giết chết, cõi lòng Khương Kinh Linh nhất định sẽ lần nữa tổn thương. Nhưng đau dài không bằng đau ngắn, nhưng lúc quan hệ giữa Khương Kinh Linh và Lục Ly còn chưa bắt đầu, trực tiếp đứt đi sợi dây tình cảm trong lòng Khương Kinh Linh. Thám báo Linh Lung các vừa rút lui, trinh sát của các gia tộc tự nhiên cũng triệt thoái. Tống Kỳ một mực ẩn núp trong núi, cẩn thận tìm hành mà đi cuối cùng cũng thở vào một hơi xác định trinh sát hoàn toàn rút đi, đây quả thực không phải là âm mưu, Tống Kỳ lập tức tăng nhanh tốc độ. Vẹn vẹn 6 ngày liền đã tới bờ biển, Tống Kỳ không chủ quan, trực tiếp tìm vào trong biển mà đi. Hắn biết mảnh hải vực này có rất nhiều hải thú cường đại, thậm chí còn có mấy con thú hoàng, nhưng hắn đã không cố được quá nhiều. Hiện tại ý niệm duy nhất giúp hắn còn sống chính là báo thù rửa hận, trả thù thay cho những tộc nhân tống gia bị Lam Sư Phủ chém giết, báo thù thay cho vợ và các con lục gia hắn trêu chọc không nổi lam sư phủ hắn không nắm chắc kẻ đầu tư việc này lại là lục ly bên người lục ly không có một tên nhân hoàng nào đương nhiên hắn sẽ không từ bỏ cơ hội dù lần này có phải tan xương nát thịt hắn cũng không tiếc gần đây bắt mạc rất không bình tĩnh bởi vì không biết bắt đầu từ khi nào mà truyền ra một lời đồn nói lục ly trêu chọc đại nhân vật trung châu lúc này đại nhân vật kia chính đang vượt biển đến muốn chém giết lục ly chuyện lớn như thế tự nhiên truyền bá rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lan ra khắp toàn Bắc Mạc. Sau đó phản ứng của đám người lục ly yên phu nhân vũ hóa thần càng khiến Bắc Mạc xa vào khủng hoảng. Vũ hóa thần phái người tứ xứ bắt người, ai dám tung tin đồn trực tiếp hạ ngục, nếu tình tiết nghiêm trọng thậm chí giết ngay tại chỗ. Yên phu nhân ra thông cáo, việc này chỉ đơn thuần là lời đồn nhảm nhí, khuyến cáo con dân Bắc Mạc cứ an tâm. Càng kỳ dị hơn là Yên Phu Nhân còn nói thêm, Lúc này Lục Ly chính đang cảm ngộ thiên đạo ở hồ vực ma quỷ, nói Lục Ly sắp lĩnh hội một loại áo nghĩa khủng bố, chiến lực sẽ đề thăng ngang ngửa nhân hoàng, dù có cường giả nhân hoàng giết đến bắt mạc, Lục Ly cũng có thể nhẹ nhàng chém giết. Giấu đầu lòi đuôi Đây là suy nghĩ trong lòng rất nhiều con dân bắt mạc, không có lửa làm sao có khói, nếu không có việc này, vì sao vũ hóa thần phải bắt người? Vì sao Yên Phu Nhân phải truyền ra thông cáo như vậy? Đúng là càng che càng lộ lục ly cảm ngộ thiên đạo Chiến lực sắp sánh ngang nhân hoàng Điều này khiến con dân bắt mặt càng thêm hoài nghi Lục ly mới 17 tuổi Hơn nửa cảnh giới mới chỉ là mệnh luân cảnh trung kỳ Dù có nghịch thiên đến mấy Chiến lực cũng không khả năng sánh ngang nhân hoàng được Sau đó lại có đồn thổi Nói có người quả thực nhìn thấy lục ly bay vào trong vòi rồng Ở hồ vực ma quỷ Lại không những không chết Còn có thể nhẹ nhàng phá tan vòi rồng Việc này càng truyền càng hung Vũ hóa thần bắt rất nhiều người lại vẫn áp chế không nổi con dân và các gia tộc bắc mạc không khỏi khủng hoảng rất nhiều gia tộc nhỏ không nắm giữ bao nhiêu tài nguyên tiếp tục tán rãi tin đồn khiến cho bắc mạc càng thêm rung chuyển đoạn thời gian này dù có là đứa trẻ mấy tuổi đều bắt đầu tin tưởng quả thực có một cường giả nhân hoàng sắp đến bắc mạc để chém giết lục ly thông cáo của yên phu nhân và lời đồn lục ly tu luyện ở hồ vực ma quỷ càng thêm chứng thực suy đoán này nếu không có chuyện gì vì sao muốn ổn định nhân tâm vì sao phải giấu đầu lòi đuôi? Chứng tỏ chuyện này là thật. Thần vũ đế quốc vừa mới kiến lập chưa đến một năm. Cộng thêm chiến lực đại đế lục ly thật ra cũng không mạnh, hoàn toàn dựa vào đám thủ hạ đánh xuống cơ nghiệp. Bởi thế lực hướng tâm của con dân Bắc Mạc không quá mạnh, rất nhiều con dân bình thường xa vào khủng hoảng, sợ Bắc Mạc vừa mới khôi phục bình tĩnh lại tái khởi đao binh, sinh linh đồ tháng. Mặc dù sự tình đã bị vũ hóa thần trấn áp bằng sắc mà máu, ngoài mặt không ai dám đàm luận nhưng trong bóng tối lại ám triều tuôn động những tiểu gia tộc bị chiếm đoạt tài nguyên chỉ sợ thiên hạ không loạn âm thầm khuếch đại sự tình hiệu quả rất tốt chỉ sau mười mấy ngày giờ ở bắc mạc gần như đã không ai không biết không người không hiểu có thể xác định hai điểm một là thật có cường giả sắp đánh tới bắc mạc hai là lục ly đang ở hồ vực ma quỷ thám báo của rất nhiều gia tộc đều thăm dò được trên thực tế Hai điểm này là do Lục Ly cố ý làm ra, sự tình cũng là do Yên Phu Nhân và Vũ Hóa Thần đi làm, Lục Ly muốn toàn bộ Bắc Mạc đều biết hai điểm này. Nếu không có sự dung túng của hắn, không có Yên Phu Nhân bố trí, tin tức làm sao có thể truyền đi nhanh như vậy. Lục Ly làm thế tự nhiên có lý của hắn. Nếu sự tình đã không cách nào tránh khỏi, vậy thì liều đấu một trận với Tống Kỳ. Chẳng qua lần này Lục Ly chọn đấu trí, chứ đấu võ hắn không có vốn liếng để thắng, hắn muốn dùng mưu giết chết tống kỳ mượn đao giết người đao mượn được phải rất sắc bén chính là tộc vương tinh không tộc nhân hoàn cảnh hết thảy mưu đồ và bố trí đều là vì dẫn dụ tống kỳ vào hoang giới sau đó khai chiến với tộc vương tinh không tộc còn lục ly thì đứng ngoài làm ngư ông đắc lợi chỉ nhân hoàng mới có thể giết chết nhân hoàng ở trước mặt nhân hoàng có tới bao nhiêu quân hầu cảnh cũng chỉ có con đường chết dưới trướng lục ly không có nhân hoàng chỉ có thể mượn tay nhân hoàng xử lý Tống Kỳ. Không chút nghi ngờ, tộc Vương Tinh không tộc là một thanh đao không sai. Chẳng qua, muốn mượn đao giết người không phải chuyện đơn giản, nhất thời không cẩn thận, tất cả mọi người đều sẽ bị Tống Kỳ tiễn về Tây Thiên. Lục Ly và Yên phu nhân thương nghị rất lâu mới ra được kế hoạch toàn vẹn, truyền bá lời đồn ra ngoài chỉ là một khâu trong toàn bộ kế hoạch. Yên phu nhân có ngoại hiệu độc quả phụ, chiến lực không được, quyền mưu cũng tầm thường nhưng âm mưu lại rất lợi hại lục ly đã sớm đi hồ vực ma quỷ chuyện sau đó đều giao hết cho yên phu nhân đi bố trí một tấm lưới vô hình được vung ra chỉ còn chờ con cá lớn tống kỳ nhảy vào tống kỳ tới rất nhanh hắn một đường lấy tốc độ nhanh nhất từ dưới biển mà đi gần như không chút nghỉ ngơi chỉ khi thực sự chịu hết nỗi mới ngoi lên hải đảo nào đó hít mắt nghỉ mấy canh giờ hắn biết nhất định phải giành giật từng giây nhất định phải đánh chết Lục Ly trước khi đối phương kịp đào tẩu, trễ tất sinh biến, vạn nhất linh lung cắt phái ra nhân Hoàng Bảo hộ Lục Ly thì sao? Hơn nữa trên biển huyền thú nhiều lắm, không biết bao lần Tống Kỳ ngủ say trên đảo, lại bị khí tức huyền thú bừng tỉnh, không thể không đánh giết huyền thú mới có thể tiếp tục đi đường. Nếu ngồi phi thuyền thiết giáp bình thường, muốn vượt qua hải vực chí ít phải mất 2-3 tháng. Tống Kỳ lại chỉ tiêu tốn 26 ngày liền đi qua hải vực, có thể thấy tốc độ nhanh cỡ nào cũng có thể thấy được quyết tâm giết lục ly kiên định ra sao. Trên mặt hắn đeo một tấm mặt nạ, mặt nạ này còn cao cấp hơn cả mặt nạ thiên huyễn, có thể che giấu toàn bộ khí tức trên người, đồng thời tùy thời tùy khắc biến ảo bề ngoài. Chính nhờ tấm mặt nạ này, hắn mới có thể tránh khỏi tai mắt của vô số thám báo trinh sát ở Bắc Bộ Trung Châu. Lục Ly và Yên Phu Nhân bố trí rất nhiều thám báo ven biển, nhưng không ai phát hiện được Tống Kỳ, bởi vì thần niệm Tống Kỳ thực sự quá mạnh. Tống Kỳ không đánh chết bất kỳ tên thám báo nào, làm vậy sẽ đánh cỏ động rắn. Hắn chọn cách yên ắng lẻn vào Bắc Mạc, hắn muốn biết rõ ràng hành tung lục ly, biết rõ ràng tình hình Bắc Mạc, sau đó tung ra một kích tất sát. Hắn tiến vào một thành trì, dạo một vòng quanh tử quán trên phố, thông qua thần niệm cường đại, rất dễ dàng được đến tình báo cần thiết. Hiện tại Lục Ly là đại đế Bắc Mạc, dưới tay có rất nhiều quân hầu cảnh, nhưng không có một ai là nhân hoàng. Vương thành thần Vũ Đế quốc nằm ở Linh Đế thành, nhưng lúc này Lục Ly lại đang ở hồ vực Ma Quỷ. Hiện giờ Bắc Mạc đang đồn ầm lên, nói có một cường giả bí ẩn sắp tới Bắc Mạc tìm giết Lục Ly, còn đó Lục Ly chính đang cảm ngộ áo Nghĩa Thiên Đạo, chiến lực sắp tiếp cận nhân hoàng. Những tin này khiến Tống Kỳ nửa tin nửa ngờ. Dù sao Tống Kỳ cũng là tộc trưởng gia tộc Lục phẩm, há sẽ dễ dàng tin tưởng lời đồn nhảm nhí. Hắn nhanh chóng ra khỏi thành, sau đó đi tới một vực thành hắn có mặt nạ lợi hại có thể che giấu khí tức nhân hoàng bèn ngụy trang thành một tiểu võ giả cứ thế nhẹ nhàng vào thành tiếp tục nghe ngóng tin tức tin tức vẫn thế tùy tiện liền có thể nghe ngóng ra được lục ly và yên phu nhân cố tình khiến cho trọn cả bắc mạc đều biết hai chuyện này rất nhanh tống kỳ liền xác nhận người bắc mạc đã biết chuyện hắn sắp tới lục ly đúng thật đang ở hồ vực ma quỷ trong lòng tống kỳ có chút kinh nghi bất định lục ly đã biết hắn tới vì sao không trốn? Còn Quang Minh chính đại xuất hiện ở hồ vực ma quỷ. Hắn đang đợi tử thần tìm tới ư. Tống Kỳ chỉ tự hỏi thoáng chốc liền đưa ra quyết định. Trước đi Linh Đế Thành, bí mật bắt lại mấy tên thủ hạ cường đại hoặc người thân của Lục Ly, tra khảo một phen, xác định Lục Ly ở đâu, cuối cùng mới sẽ hành động. Tống Kỳ Quang Minh chính đại truyền tống, chẳng qua không dám truyền tống đến thẳng Linh Đế Thành, mà truyền tống đến Đại Thành phụ cận. Sau khi đến đại thành kia, Tống Kỳ không lập tức đi linh đế thành, mà khuếch tán thần niệm vào trong khách sạn, bắt đầu tìm hiểu tin tức. Ở trong phủ vực chủ tòa thành trì này, vực chủ và mấy tên võ giả chính đang bàn chuyện về hắn. Bản tọa nghe được lời đồn, nói linh lung các có ý phái ra nhân hoàng giúp chúng ta đánh giết Tống Kỳ. Lúc này trưởng lão đường chính đang họp bàn, phỏng chừng 4 năm ngày sau nhân hoàng linh lung các sẽ tới. Tốt quá, chỉ cần nhân hoàng linh lung các vừa đến, Tống Kỳ dám tìm tới cửa, vậy chính là tự tìm đường chết. Đúng thế, quan hệ giữa Khương Tiểu Thư và Đại Đế vẫn luôn rất tốt, làm sao có thể trơ mắt nhìn Đại Đế xa vào hiểm địa. Mấy câu sau đó Tống Kỳ không nghe lọt vào tai, sắc mặt hắn dần trầm xuống. Nếu Linh Lung các thật phái nhân hoàng đến đây, hắn sẽ không còn cơ hội chém giết lục ly nữa. Đi. Ra khỏi thành, hắn tiến nhanh về hướng Linh Đế Thành, chỗ này cách Linh Đế Thành rất gần, chỉ sau nửa canh giờ hắn đã tới bên ngoài Linh Đế Thành. Nhưng Linh Đế Thành lại đang phong thành, còn bóc mở hộ tráo bao phủ toàn thành vào trong. Nếu hắn muốn đi vào, trừ phi phá vỡ hộ tráo này. Phá vỡ hộ tráo không khó, nhưng nếu Lục Ly không ở trong thành, vậy liền sẽ đánh cỏ động rắn. Bắc Mạc là địa bàn của Lục Ly, một khi Lục Ly tìm ẩn vào trong tiểu thế giới nào đó, hắn còn đánh giết thế nào được nữa. Bởi thế hắn chỉ còn cách lặng lẽ tán phát thần niệm vào trong linh đế thành, âm thầm bí mật dò xét. Thần niệm hắn thật sự rất cường đại, nhẹ nhàng xuyên qua hộ tráo mà không dẫn lên nửa điểm phản ứng. Không người. Khiến Tống Kỳ đang nghe truyện trên TV audio CV không khỏi kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc chính là trọn cả linh đế thành không hề thấy bóng cường giả nào, võ giả bất diệt cảnh cũng không, trong hoàng cung càng là trống rỗng, chỉ có một ít thị nữ và hạ nhân. Có âm mưu? Hay là đã trốn sạch? Trong mắt Tống Kỳ khẽ lấp lánh, hắn tiếp tục thăm dò một lúc, lần nữa xác định tin tức, nhân hoàng linh lung các sắp tới. Những binh sĩ trú đóng ở truyền tống trận chính đang thấp giọng bàn về chuyện này, thống lĩnh còn dặn dò lặp đi lặp lại, nói nếu có người Trung Châu truyền tống tới, thái độ nhất định phải cung kính, bởi vì đó là đại nhân vật linh lung các. Tống kỳ hơi hoảng. Nhân hoàng linh lung các vừa đến, hắn liền rất khó có cơ hội đánh giết lục ly. Chỉ là lục ly không biết đi đâu, trong thành không có một đại nhân vật nào, Hắn biết đi đâu tìm kiếm lục ly. Cuối cùng Tống Kỳ chỉ còn cách đi tới Hồ vực Ma Quỷ xem xem. Hắn không biết đến cùng Linh Lung Các có phái nhân hoàng tới hay không, hắn không dám đánh cược. Thế là đành phải lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Hồ vực Ma Quỷ, thăm dò rõ ràng tình hình sau đó lại lên kế hoạch hành động. Hắn không phi hành mà ngồi truyền Tống trận đi Thiên Đảo Hồ. Bởi vì nếu hắn toàn trình phi hành, động tĩnh quá lớn, tất sẽ dẫn người chú ý. Hắn rất tự tin với mặt nạ này của hắn trừ phi là nhân hoàng ai cũng đừng hòng dò xét ra được chỉ cần hắn ngụy trang thành một tên võ giả mệnh luân cảnh ai sẽ để ý tới hắn cứ thế một đường truyền tống thẳng tới thiên ngục thành dọc đường hắn rất cẩn thận mỗi lần truyền tống đều giao huyền tinh cải trang thành võ giả của một thương hội không dẫn lên bất cứ kẻ nào chú ý nghe nói gì chưa đêm qua đại đế ở hồ vực ma quỷ chỉ dùng một chiêu liền phá tan vòi rồng xem ra hắn đúng là đang cảm ngộ áo nghĩa thiên đạo. Qua, wow, thật lợi hại, đại đế chỉ mới 17 tuổi, không ngờ đã có thể cảm ngộ áo nghĩa, xem ra chiến lực của hắn không kém gì nhân hoàng. Xuyệt! Chuyện này đừng nói chuyện, lỡ bị người vũ tướng quân biết được lại xảy ra chuyện. Vừa mới đến thiên ngục thành, Tống Kỳ đã nghe được tin tức này. Hơn nữa không chỉ một vài người nói, hắn dùng thần niệm tùy ý quét qua, lập tức có thể nghe được vô số người đang nhắc tới chuyện này hồ vực ma quỷ được rồi sát cơ chợt lóe trong mắt tống kỳ hắn cứ thế lặng lẽ ra khỏi thành sau đó tìm một nơi không xuống trực tiếp xuống hồ tìm hành về phía hồ vực ma quỷ ngay khi tống kỳ vừa ra khỏi thành đỗ tranh lập tức đi ra từ trong thiên phạt đấu giá trường hờ hững nhìn về phía cửa thành một cái cười lạnh nói được lắm cá mắt câu rồi lục ly chuyện tiếp sau liền xem ngươi Đỗ tranh bóp nát ngọc phù trong tay chứ không đuổi theo tra xem. Hắn không biết lục ly bố cục như vậy là có ý gì. Hắn chỉ biết con người lục ly nhiều lần sáng tạo kỳ tích, có lẽ lần này Tống Kỳ sẽ một đi không về cũng nên. Còn vì sao đỗ tranh lại biết người này là Tống Kỳ, cái đó thực ra rất đơn giản. Bởi vì nửa tháng trước đỗ tranh liền truyền lời ra ngoài, nói truyền tống trận bên này hỏng rồi, sau khi sửa xong sẽ thông cáo các gia tộc. Gần đây căn bản không ai truyền tống đến thiên ngục thành, khăng khăng tống kỳ chẳng biết gì sức cứ thế đâm đầu vào vào thành cái gì đều không hỏi lập tức liền ra thành không có vấn đề mới là lạ trên không hồ vực ma quỷ lục ly đang ở trong vòi rồng chân đạp mệnh luân bay múa theo từng con sóng xung quanh ẩn nấp rất nhiều thám báo chẳng qua đều rất bí mật phụ cận vòi rồng có một chiếc phi thuyền thiết giáp bên trong chỉ có một người là dạ tra vốn mấy trưởng lão thanh loan tộc còn lại cũng muốn tới lại bị lục ly cự tuyệt bởi vì tốc độ giả dạ tra sánh ngang nhân hoàng còn các trưởng lão khác thì yếu chút tới cũng là chịu chết mấy ngày nay lục ly một mực ở đây cảm ngộ áo nghĩa hắn xếp bằng trên mệnh luân tự như lão tăng nhập định trong tay cầm mấy chiếc ngọc phù đúng lúc này một ngọc phù trong đó bất thần vỡ toan hắn lập tức mở mắt ra nhìn xuống ngọc phù một cái sau đó đảo mắt nhìn về phía giả dạ tra trên phi thuyền thiết giáp giả dạ tra phát hiện ánh mắt lục ly nhìn tới cả người tức thì căng cứng thần niệm tản ra thăm dò hồ vực bên dưới hưu lát sau hắn vẫn không thực sự yên tâm tung người bay vụt xuống xông vào trong hồ sau đó ngồi xếp bằng dưới đáy hồ cảm ứng tình hình chung quanh thần niệm hắn không mạnh bằng tống kỳ lúc tống kỳ khóa chặt hắn dự tính hắn còn chưa cảm ứng được tống kỳ nhưng hắn có thể dò xét nước hồ ba động tống kỳ tuyệt đối sẽ xuất hiện từ dưới đáy hồ chỉ cần nước hồ có ba động dị thường hắn lập tức sẽ biết được Lục Ly cũng không giấu được căng thẳng, một tên nhân hoàng bí mật tìm hành đến, chỉ cần nhất thời không cẩn thận, hắn và dạ tra liền sẽ chôn xác ở chỗ này. Hắn lần nữa nhắm mắt lại, lần này không phải đi cảm ngộ áo nghĩa, mà là đang cảm ứng không gian ba động và dị dạng quanh bốn phía. Hắn lấy bản thân làm mồi nhữ, mục đích chính là dẫn dụ Tống Kỳ tiến vào tiểu thế giới. Nếu hắn không kịp tiến vào, thoáng chốc liền bị vực trường của Tống Kỳ bao phủ, như vậy hết thảy liền đi đứt thời gian từ từ trôi qua thiên ngục thành cách hồ vực ma quỷ không xa tốc độ tống kỳ lại cực nhanh chỉ là sau khi tới gần hồ vực ma quỷ hắn liền thả chậm tốc độ thần niệm tản ra lặng lẽ thăm dò bắt đầu tìm kiếm lục ly dần dần hắn càng lúc càng áp sát vòi rồng thần niệm rốt cục cũng đã yên ắng đảo qua người giả dạ tra, sau đó khóa chặt lục ly đang ngồi xếp bằng trong vòi rồng lục ly tức thì ánh mắt hắn bỗng chốc trở nên băng hàng sát khí và khí huyết bất giác cuộn trào khuếch tán. Thần niệm hắn vô cùng khủng bố, dù lục ly có đeo lên mặt nạ thiên huyễn hắn cũng dò xét được, hắn từng thấy qua chân dung lục ly, lúc này xác định lục ly quả thực đang ở trong vòi rồng. Ông Dạ tra và lục ly gần như đồng thời mở mắt, dạ tra cảm ứng được nước biển ba động dị thường, lục ly thì cảm ứng được một đạo sát cơ nhàn nhạt. Hưu Hai người đều không một chút do dự, lập tức phóng xuống dưới hồ lục ly bóp nát chiếc ngọc phù trong tay vô số thám báo ẩn núp quanh bốn phía tuôn ra cùng ùn lao xuống nước ba tên bất diệt cảnh khóa chặt lấy tống kỳ còn muốn trốn sắc mặt tống kỳ lạnh lùng như băng sát khí trên người rốt cuộc không cách nào ức chế cùng bạo phóng thích ra lúc này dù phụ cận có mai phục nhân hoàng hắn cũng mặc kệ dù phải liều mạng hắn cũng muốn chém giết lục ly cho bằng được hưu võ giả mai phục xung quanh dùng dập bắn ra huyền lực công kích Ba tên bất diệt cảnh càng là phóng thích huyết mạch thần kỹ, có một tên trong đó là trưởng lão Vũ Gia, thả ra hỏa long bắn thẳng về phía Tống Kỳ. Cút! Tống Kỳ vẫn nộ vung tay lên, bắn ra mấy đạo huyền lực, trực tiếp xoắn nát mấy tên thám báo thành thịt vụn. Trên người hắn lóe lên quan mang, một đạo vực trường vô hình hiện ra, cố định ba tên bất diệt cảnh ở dưới nước, cánh tay lần nữa vung lên, ba tên bất diệt cảnh lập tức nổ thành huyết vụ. Còn có một số thám báo vọt tới bên này, Tống Kỳ lại không quản không nhìn. Bởi vì Dạ Tra và Lục Ly đã lao xuống đáy hồ, phóng thẳng tới một vòng nước xoáy khổng lồ. Thần niệm đảo qua vòng nước xoáy kia, chỉ thấy nơi đó sâu không thấy đáy, khả năng là kết nối với một tiểu thế giới khác. Sao hắn có thể để hai người đào tẩu được? Khí thế trên người đạt đến cực thịnh, tốc độ cũng đề thăng tới cực hạn, chỉ chớp mắt đã đến phụ cận vòng nước xoáy. Nhưng lúc này Lục Ly và Dạ Tra đã vọt vào bên trong biến mất khỏi tầm dò xét của thần niệm Tống Kỳ. Còn có thể trốn được đi đâu? Tống Kỳ cười lạnh, tung người nhảy vào trong vòng xoáy. Hai người Lục Ly vừa mới đi vào, khẳng định còn chưa thể hủy đi thông đạo. Dù lúc hắn đi ra thông đạo đã bị hủy, chỉ cần chém giết được Lục Ly, cả đời hắn bị nhốt trong tiểu thế giới đều không sao cả. Hả? Bạch Quang lóe lên, hắn đột nhiên thấy được bốn phía toàn là một mảnh xanh mơn mởn, trong tầm mắt toàn là một mảnh khói xanh căn bản không thấy rõ cảnh vật. Chờ lúc hắn quét tán thần niệm, lại phát hiện chỉ có thể thăm dò trong khoảng cách trăm thước, bốn phía toàn là sương mù màu xanh, hắn hít một hơi lập tức cảm giác được khác thường. Độc chướng Tống kỳ khẽ biến sắc, chút độc này ngược lại không ảnh hưởng quá lớn đối với hắn, then chốt là độc chướng có thể ngăn cách thần niệm thăm dò, đám người lục ly khẳng định sẽ nhân cơ hội đó đào tẩu. Độc vụ này thật ra là một loại pháp trận, phải tiêu tốn ngàn vạn huyền tinh mới mua được, còn là mua từ linh lung thương hội đây là do yên phu nhân bố trí mục đích nhằm để tranh thủ thời gian cho lục ly và dạ tra chạy đến lối vào hoang giới bằng không lục ly thân làm mồi nhữ sẽ thành mồi cho cá lục ly và dạ tra chính đang dốc hết toàn lực phóng tới thông đạo bọn hắn tin tưởng rất nhanh tống kỳ sẽ tìm được thông đạo này sau đó lần nữa cùng theo tống kỳ xông ra độc vụ lập tức tản ra thần niệm quan sát lại không phát hiện thân ảnh dạ tra và lục ly thế là hắn đành phải bay lên dạo quanh một vòng, thăm dò khắp bốn phía. Rất nhanh hắn liền tìm được một tên võ giả bạch gia, người này tự nhiên là do lục ly cố ý lưu lại. Thân hình tống kỳ chật lóe, trực tiếp bắt lấy cổ người kia, cấp tốc tra khảo. Quá trình tra khảo diễn ra rất thuận lợi, người này khai sạch những gì mình biết, nói thế giới này là thế giới lục ải nhân, diện tích không lớn. Ở đây còn có một thông đạo nối liền với tiểu thế giới khác, ngoài ra có mấy nơi tương đối dễ để ẩn nấp. Tống Kỳ hỏi xong liền bóp chết người này, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới lối vào hoang giới. Hắn tin tưởng chỉ cần lục ly không quá ngu, tuyệt đối sẽ không dừng lại trong tiểu thế giới này, bởi vì nơi đây quá nhỏ, không giấu mình được quá lâu. Quả nhiên, chờ lúc hắn đến lối vào hoang giới, thần niệm hắn vừa khéo phát hiện cấm chế truyền tống ba động, lục ly và dạ tra mới vừa biến mất ở phía dưới bên cạnh còn có hai tên võ giả thủ vệ, chính đang cuốn cùng muốn mở lại đại trận. Xuy suy Tống Kỳ trực tiếp chém giết hai người kia, sau đó xông thẳng vào trong cấm chế truyền tống. Chuyện khiến hắn vô cùng buồn bực lại lần nữa xảy ra, vừa tiến vào hoang giới, hắn phát hiện bốn phía vẫn toàn là độc chướng, ngăn cách không cho thần niệm hắn thăm dò. Chờ lúc hắn bay ra, dùng thần niệm dò xét một lần, lại phát hiện đã mất đi tung tích lục ly và dạ tra, bốn phía toàn là một chủng tộc cổ quái, chính là dạ xoa tộc. Vù vù. Đầu lâu bay tới rập trời, trong mắt vô vàng dạ xoa tộc lấp lánh quang mang, ý đồ mị hoặc tống kỳ. Tống kỳ bạo nộ, bắt đầu ra tay đồ sát, cũng không thấy hắn có động tác gì khác, hai tay khẽ phất động, từng mảnh từng mảnh dạ xoa tộc cứ thế nổ tung thành phấn vụn. Dạ xoa tộc bị dọa sợ, cuốn cuồng đào tẩu ra khắp bốn phương tám hướng. Tống Kỳ lại không truy sát mà bắt lấy một tên phi thiên dạ xoa hỏi dò hướng đi của đám người lục ly và tình hình trong hoang giới. Phi thiên dạ xoa nói tiếng cổ ngữ, Tống Kỳ lại là người Trung Châu, Tống Gia đã truyền thừa mấy ngàn năm, cổ ngữ vẫn hiểu được một chút. Hắn từ trong miệng phi thiên dạ xoa được đến một ít tin tức, biết đại ma đầu lục ly kia có quan hệ rất tốt với một đại tộc ở nơi này là tinh không tộc, giờ chắc là đang tới tinh không tộc tị nạn. Sở dĩ nói lục ly là đại ma đầu, là bởi dạ xoa tộc khai lục ly từng giết rất nhiều người của dạ xoa tộc, là kẻ thù không đội trời chung của bọn họ. Tống Kỳ không nghĩ quá nhiều, ở trong mắt hắn đại tộc ở tiểu thế giới thì đại được đến đâu. Cường giả chắc cũng chỉ cường tương đối. Hắn lần nữa bắt lấy một tên dạ xoa tộc ra khảo một phen, được đến đáp án gần như tương đồng, sau đó liền hỏi rõ ràng hướng đi tới tinh không tộc, cứ thể một đường đuổi theo truy sát. Đợi lúc Tống Kỳ đi rồi, trong sơn mạch nơi xa bạch thu tuyết và nghiệp cơ mới hiện ra thần sắc hai người đều như trút được gánh nặng thành công dẫn dụ tống kỳ tới tinh không tộc chuyện còn lại đã không còn nằm trong tầm khống chế của hắn kết quả cuối cùng sẽ thế nào chỉ có xem ý trời tinh không tộc nằm ở chính giữa hoang giới chiếm giữ bảo địa tốt nhất nơi đây tinh không sơn linh khí trên ngọn núi này đặc biệt nồng đậm dưới núi còn có rất nhiều khoáng sản có thể khai quật ra rất nhiều linh tài Đỉnh núi hàng năm còn dựng dục ra một loại linh dược đặc hữu, đương sơ mấy chục chủng tộc tiến vào đây đều coi trọng nơi này. Trước kia tinh không sơn không gọi tinh không sơn, mà bị một chủng tộc cường đại khác chiếm cứ. Tùy theo thời gian đẩy dời, các tộc trong hoang giới vì tranh đoạt tài nguyên mà đại chiến, mấy chục chủng tộc cuối cùng chỉ sót lại 18 tộc. Tinh không tộc tọa sơn quan hổ đấu, sau cùng trở thành bên thắng cuộc lớn nhất trong trận chiến kia, chiếm cứ lấy tinh không sơn. Sau đó thái thản tộc mấy lần muốn công chiếm nơi này, đáng tiếc rất nhiều cường giả tinh không tộc biết thuấn di, căn bản không cách nào triệt để đánh giết. Ngược lại tinh không tộc có thể nhẹ nhàng vòng ra hậu phương đánh giết con dân thái thản tộc, bởi thế thật ra tinh không tộc sớm đã trở thành vương của hoang giới, nếu không phải thái thản tộc cũng có nhân hoàng, sợ rằng bọn họ đã sớm nhất thống hoang giới. Trên hoang giả, hai bóng người cấp tốc bay nhanh. Lục ly và giả dạ tra cùng nhau phi hành, đây là do giả dạ tra cường liệt yêu cầu bởi vì nếu tống kỳ đuổi kịp dạ tra có thể ngăn cản thoáng chốc để lục ly có thời gian đào tẩu trước hai người lao thẳng tới chỗ tinh không tộc lục ly không thả ra mệnh luân vì đã được dạ tra mang đi trên đường dạ tra phóng thích khí thế đỉnh thịnh hấp dẫn rất nhiều chủng tộc chú ý chẳng qua tốc độ dạ tra quá nhanh rất nhiều chủng tộc căn bản còn không kịp phản ứng thì hai người đã tan biến ở phương xa đây là dạ tra cố ý hắn muốn hấp dẫn tống kỳ đuổi theo truy sát cố ý làm lộ hành tung nếu Tống Kỳ không đuổi theo, bố cục của bọn hắn liền vứt xuống sông xuống biển. Lối vào hoang giới cách địa bàn tinh không tộc chừng hai ngày lộ trình, hai ngày lộ trình này là trong tình huống giả dạ tra toàn lực phi hành, còn nếu là ngồi phi thuyền thiết giáp bình thường, ít nhất phải mất 10 ngày nửa tháng. Giả dạ tra không nghỉ ngơi lấy một khắc, phi hành ngày đêm không nghỉ, mặc kệ trước mặt là tộc quần hay bộ lạc nào, cứ thế bay thẳng vụt qua. Hưu Bay nửa ngày, giữa không trung trước mặt xuất hiện mấy tên quái nhân, dạ tra và lục ly phi hành không chút kiên kỵ như thế đã chọc giận đại tộc hoang giới, chẳng mấy chốc liền có cường giả đại tộc đi ra chặn đường. Chặn đường là ba tên quái nhân hình thù kỳ dị, thân mình cao đến hơn ba thước, trên đầu mọc ba chiếc sừng. Cả người được phủ bởi lông dài trắng toát, trong mắt lại đỏ hồng như máu, nhìn qua hệt như là ba con bạch mau huyết viên. Từ đằng xa quái nhân lông trắng đã hét lớn mấy tiếng, miệng xì xào không biết nói cái gì. Dạ tra ngược lại nghe hiểu, hắn thấp giọng giải thích cho lục ly bọn hắn nói nơi này là lãnh địa bạch mao tộc để chúng ta lăn ra trong mắt lục ly khẽ chuyển thấy quái nhân lông trắng không lập tức động thủ liền nói với dạ tra ngươi cứ bảo bọn hắn nói chúng ta là bằng hữu của tộc vương tinh không tộc tinh hóa tinh hóa mời chúng ta tới làm khách chỉ thuận đường đi qua lãnh địa bọn hắn chứ tuyệt không có ý khác dạ tra dừng lại giữa trời giải thích với bạch mao tộc lời lẽ rất là khách khí Bên kia một tên đại nhân vật bạch mau tộc lại xì xào một trận, tỏ ý không quá tin tưởng. Bởi vì đối với chủng tộc nơi này nói, nhân tộc chính là kẻ địch vạn ác, trong khi thoạt nhìn lục ly chính là nhân loại thuần chủng, làm sao có thể là khách quý của tinh không tộc được. Lục ly nghe xong dạ tra phiên dịch, lập tức nói. Bảo bọn hắn, ta cũng là chủng tộc đặc thù, gọi là huyết tộc. Cánh tay lục ly sáng lên móng vuốt, thả ra huyết trảo, đám người bạch mau tộc tức thì lộ vẻ ngập ngừng bởi vì bọn hắn là chủng tộc phụ dung tinh không tộc nếu đắc tội khách quý của tộc vương tinh không tộc tinh không tộc trách tội xuống bọn hắn chịu không nổi riêng giả dạ tra thì là thanh loan tộc điểm này rất dễ nhận biết lát sau một tên bạch mau tộc nói thả hai người đi cũng được chẳng qua bọn hắn muốn đi theo giám thị điểm này lục ly không dị nghị bọn hắn vốn không có ý gây sự ở chỗ này chỉ là thuận đường bay qua mà thôi lập tức giả dạ tra mang theo lục ly bay thẳng mà đi ba tên bạch mau tộc đuổi theo, thẳng đến khi rời khỏi lãnh địa bạch mau tộc ba tên kia mới ngừng lại. Chờ đã. Lục Ly nghĩ nghĩ một lát liền để dạ tra dừng lại, nói với dạ tra nhắc nhở người bạch mau tộc chú ý Tống Kỳ đang đuổi theo phía sau. Nói có một tên cường giả nhân tộc theo đuôi bọn hắn trà trộn vào đây, muốn chiếm đoạt địa bàn hoang giới, dặn bạch mau tộc phải chú ý cẩn thận. Nói xong, dạ tra tiếp tục mang theo Lục Ly bay đi. Mặc kệ bạch mau tộc có ngăn lại tống kỳ hay không, hai người đã vứt chuyện này sang một bên. Chỉ là tùy tiện nói mấy câu thôi, nếu có thể chặn đường thì tốt nhất, không chặn cũng chẳng sao. Một đường bay tới, thỉnh thoảng lại tiến vào địa bàn của chủng tộc kỳ dị nào đó. Hai người lục ly dùng lại chiêu cũ, khăng khăng tự nhận cũng là chủng tộc kỳ dị chứ không phải nhân tộc, hai người đều là khách quý của tinh không tộc, đang trên đường đến tinh không sơn. Hơn nữa mỗi lần dạ tra đều sẽ nhắc nhở, rằng phía sau có một tên cường giả nhân tộc theo đuôi đến đây, còn về những chủng tộc kia có thể chặn đường hay không, vậy liền xem ý trời. Phanh phanh phanh. Chiêu này của Lục Ly và Dạ Tra tỏ ra khá có hiệu quả, hai người vừa rời khỏi địa bàn Bạch Mao tộc chưa đến nửa canh giờ, Tống Kỳ liền đã đuổi tới. Bạch Mao tộc như lâm đại địch, ba tên quân hầu cảnh lập tức bay lên không, ngoài ra còn có một số bất diệt cảnh cũng bay lên. Chẳng qua Tống Kỳ là nhân hoàng, Bạch Mao tộc không dám làm loạn, chỉ hỏi dò vì sao Tống Kỳ tự tiện xông vào hoang giới, có ý đồ gì. Cảnh cáo hắn nhanh nhanh rời đi. Tống Kỳ nóng lòng truy sát Lục Ly, làm sao để bạch mau tộc cỏn con này vào trong mắt. Lập tức dùng cổ ngữ hỏi xem có phải đám người Lục Ly vừa ngang qua đây, thái độ rất là không tốt. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, song phương một lời không hợp liền ra tay đánh lớn. Bạch mau tộc rất thảm, ba tên quân hầu cảnh bị Tống Kỳ nhẹ nhàng chém giết, bất diệt cảnh cũng bị diệt một mảng lớn. Tống Kỳ bắt một tên bạch mau tộc hỏi dò tình hình Lục Ly và Dạ Tra, biết được Lục Ly và Dạ Tra vừa mới bay qua đây không lâu, bọn hắn là khách quý của tinh không tộc, chính đang bay tới tinh không sơn. Tống Kỳ tra hỏi được tin tức xong liền không dừng lại, cũng không suy nghĩ nhiều, cứ thế nổi giận đùng đùng đuổi theo. Trong lòng càng thêm xác định, Lục Ly đang tới tinh không tộc tị nạn. Tình huống gặp phải sau đó càng khiến Tống Kỳ phẫn nộ không thôi một đường bay tới, hắn thường xuyên bị chủng tộc kỳ dị chặn đường, hơn nữa cả mấy lần tra khảo đều cho ra kết quả Lục Ly là khách quý của Tinh Không tộc. Tống Kỳ còn tra ra được một tin quan trọng, Tinh Không tộc có nhân hoàng. Tin tức này khiến hắn có chút lo lắng, đồng thời cũng có chút thoải mái. Khó trách Lục Ly lại chạy trốn vào đây, lại muốn tìm đến nương nhờ Tinh Không tộc, hóa ra là vì Tinh Không tộc có một tên nhân hoàng. Tống Kỳ càng thêm kiên định, dù Tinh Không tộc có nhân hoàng hắn cũng sẽ liều mình tử chiến một trận. Bởi vì đây là cơ hội duy nhất của hắn, Linh Lung Các sắp phái nhân hoàng tới. Nếu lần này còn không đánh giết được Lục Ly, sợ rằng hắn sẽ chết ở tiểu thế giới này, hoặc là chết ở Bắc Mạc. Tiếp sau đó Tống Kỳ không cần tra hỏi nữa, cứ thế lấy tốc độ nhanh nhất lao thẳng đến tinh không sơn, phàm là có chủng tộc kỳ dị cản đường, hắn trực tiếp giết chết. Có điều Tống Kỳ không biết chính là mỗi lần hắn khai chiến lại sẽ có một tin cầu viện phát ra trên tin không sơn không ngừng vang lên cảnh báo rằng có một tên cường giả nhân hoàng nhân tộc chính đang một đường đồ sát tới đây kiếm chỉ tin không sơn đương nhiên còn có một tin tức khác truyền về tin không sơn nói là có hai tên chủng tộc kỳ dị tự xưng là quý khách của tin không tộc bọn họ cũng muốn đi tin không sơn chẳng qua tin tức này bị tin không tộc vứt sang một bên giờ là lúc nào rồi hơi đâu mà quản khách quý với khách không quý Tinh không sơn như lâm đại địch, tộc vương đích thân hạ lệnh, toàn tộc chuẩn bị nên chiến. Tinh không sơn rất lớn, hơn nữa còn rất dốc đứng. Phụ cận có 12 ngọn sơn phong, dựng sừng sững quanh bốn phía, tựa như 12 tướng quân bảo vệ xung quanh đế vương chí cao vô thượng. Về cơ bản tộc nhân tinh không tộc đều ở trên tinh không sơn và 12 ngọn núi chung quanh, trên tinh không sơn có một tòa thành trì cực lớn, trên 12 ngọn núi còn lại cũng có 12 tòa thành trì. Tinh không tộc thân là ông vua không ngai tại hoang giới, tốc độ chủng tộc phồn diễn rất không sai. Đến hiện tại trong 13 tòa thành trì ít nhất phải có mấy chục vạn tộc nhân, cường giả biết thuấn di tối thiểu cũng hơn ngàn người, nếu không phải số lượng nhân hoàng không đủ, mông thần còn có thể kiềm chế tinh không tộc phần nào. Sợ là bọn họ sớm đã nhất thống hoang giới. Buổi tối hai ngày sau, lục ly rốt cục cũng bước chân đến địa giới tinh không tộc. Sau khi lấy ra địa đồ đối chiếu một phen, Lục Ly quyết định đi vòng. Bọn hắn không phải thật là khách quý của Tinh Không Tộc. Lúc này trên địa bàn Tinh Không Tộc thám báo chắc đang chạy đầy đất. Bọn hắn một đường đâm thẳng vào, sợ rằng sẽ bị Tộc Vương Tinh Không Tộc xé thành hai mảnh. Thế là hai người tấp tốc phi hành vòng sang bên trái, tìm đến một sơn mạch, tiến vào ẩn nấp trong sơn động, sau đó lặng lặng chờ đợi. Chuyện nên làm đều đã làm, nên bố trí đều đã bố trí, tiếp theo liền xem vận khí. Nếu Tống Kỳ không đến tinh không sơn, hoặc là đoán được âm mưu của bọn hắn, Lục Ly chỉ còn nước ngoan ngoãn chờ chết. Thời gian từ từ trôi qua, trong lòng Lục Ly và Dạ Tra càng lúc càng thấp thỏm. Tốc độ Tống Kỳ nhanh hơn Dạ Tra, theo lý mà nói hẳn đã sớm đuổi kịp bọn hắn, lúc này lại đã qua đi hơn một canh giờ, tại sao vẫn không thấy bóng người. Dạ Tra và Lục Ly âm thầm lo lắng, vạn nhất Tống Kỳ không tới, bố cục lần này xem như đổ sông đổ bể lại qua đi hơn một canh giờ hai người đã có chút đứng ngồi không yên dạ tra nghĩ nghĩ rồi nói thiếu chủ ta đi thăm dò một phen lục ly gật đầu nói cẩn thận chút dạ tra hóa thành một cơn gió bay ra ngoài lục ly giấu mình trong sơn động hắn không có thần niệm bởi thế không cách nào thăm dò chỉ có thể nhắm mắt cảm ứng không gian ba động quanh bốn phía hí hí nửa canh giờ sau trong tay áo hắn đột nhiên vang lên một tiếng kỳ dị Hắn mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn xuống tay áo. Trong tay áo chui ra một cái đầu nhỏ, sau đó hóa thành một đạo bóng trắng nhảy lên vai lục ly, thân mật lè lưỡi liếm mặt lục ly. Ha ha, tiểu bạch, rốt cục ngươi cũng đã tỉnh. Lục ly đại hỉ, tiểu bạch đã ngủ say rất lâu, hắn rất là nhớ tiểu gia hỏa này. Tiểu bạch thấy lục ly cũng mừng rỡ dị thường, nhảy tới nhảy lui trên người hắn, cào vuốt cào ngược cào xuôi, rất là thân thiết. Hưu. Không lâu sau, Bên ngoài truyền đến một tiếng xé gió, Lục Ly vội vàng thả Tiểu Bạch xuống, ném cho nó mấy viên hồn tinh, Tiểu Bạch hí hửng cúi đầu mãi miết cặm. Một đạo bóng đen ngưng tụ trước mặt Lục Ly, chính là Dạ Tra, nét mặt chất đầy hỉ sắc, quát khẽ nói: "Đánh rồi." Tống Kỳ đã khai chiến với Tinh Không tộc, ta còn tận mắt chứng kiến mấy trăm bộ thi thể Tinh Không tộc, Tống Kỳ và cường giả Tinh Không tộc đánh đến long trời lở đất, ta không dám tới gần. Tốt. Lục Ly tinh thần đại chấn, trận chiến này không chỉ quan hệ đến sinh tử của hắn còn quan hệ đến sinh tử của đám người dạ tra bạch thu tuyết minh vũ chỉ cần đi sai một bước tất cả mọi người đều phải rơi xuống vực sâu vạn trượng tống kỳ rất lợi hại sau đó dạ tra lại nhíu mày nói tống kỳ là nhân hoàng sơ kỳ tộc vương tinh không tộc hẳn cũng là nhân hoàng nhưng ta dự tính tộc vương tinh không tộc không phải đối thủ của tống kỳ vì sao lục ly không hiểu đều là nhân hoàng sơ kỳ, tinh không tộc còn có thần thông thuấn di khủng bố, làm sao lại không phải là đối thủ của Tống Kỳ. Đúng rồi. Lục Ly nhớ ra một chuyện, Kinh Hô nói. Chẳng lẽ là một chi nguyên huyết mạch? Ta đã từng đánh nhau qua với người Tống Gia, Tống Gia có được một chi nguyên huyết mạch, có thể phóng ra dây leo màu đỏ vây khốn địch nhân. Đúng vậy. Dạ tra gật đầu nói. Ta từ xa xa quan sát thấy khắp trời toàn là dây leo màu đỏ, rất nhiều tinh không tộc bị trói buộc, căn bản không cách nào thuấn di. Những dây leo kia chắc là có thể trói buộc không gian, hoặc có tác dụng phong ấn huyền lực, bằng không không lý nào lại không thuấn di được. Ta dò xét qua mấy chục bộ thi thể tinh không tộc, toàn bộ những thi thể kia đều biến thành thây khô, hệt như là bị hấp thu sạch sinh mệnh bản nguyên. Không sai. Lục Ly nghĩ nghĩ rồi nói. Huyết mạch thần kỷ của tống gia quả thực có thể hấp thu sinh mệnh bản nguyên võ giả, năm đó vũ hóa thần thiếu chút nữa cũng bị hấp thành thịt khô. Thần thông thuấn di của tinh không tộc rất biến thái, vốn tưởng là tộc vương tinh không tộc có thể nhẹ nhàng xử lý tống kỳ, hoặc ít ra cũng là lưỡng bại câu thương. Giờ xem ra sự tình có phần vượt ngoài dự liệu của lục ly và giả dạ tra, một chi nguyên huyết mạch không ngờ lại có thể khắc chế thuấn di. Nếu tộc vương tinh không tộc bị tống kỳ xử đẹp, mưu đồ lần này liền mất đi ý nghĩa. Lục ly trầm tư suốt nửa nén hương mới mở miệng nói dạ tộc trưởng, ngươi đi dạ xoa tộc, mang theo thu tuyết ra ngoài. Nếu bản mệnh ngọc phù của ta vỡ nát, các ngươi lập tức hủy đi thông đạo. Ách! Dạ tra thoáng cả kinh, sau đó mới chợt tỉnh ra, nói. Thánh chủ, chúng ta cùng đi ra. Sau đó hủy đi thông đạo, bất luận sau cùng chiến đấu giữa Tống Kỳ và tộc Vương Tinh không tộc ai thắng ai thua, chúng ta đều an toàn. Không an toàn được. Lục Ly lắc đầu nói. Hoang giới tuyệt đối còn có thông đạo khác nữa. Tiểu thế giới lớn thế này, làm sao chỉ có một thông đạo? Nếu chúng ta hủy đi thông đạo, Tống Kỳ không chết, sớm muộn hắn cũng sẽ lần nữa đánh tới Bắc Mạc. Thật ra Lục Ly sớm đã nghĩ tới chiêu hủy đi thông đạo, Yên Phu Nhân cũng đề cập qua. Chỉ là Lục Ly không cùng ý, Tống Kỳ rõ ràng là muốn hắn chết. Nếu lần này Tống Kỳ không chết, như vậy trọn khắp Hoang giới không ai có thể ngăn được, sớm muộn hắn cũng có thể ra ngoài. Tiếp tục tới bắt mạc đại khai sát giới, lần sau sẽ không còn may mắn được như lần này nữa. Mà nếu hắn bị Tống Kỳ giết chết, thông đạo lại hủy đi, Tống Kỳ chắc chắn sẽ không lại đi bắt mạc. Dù sao đại thù đã báo, ngàn dặm xa xôi đi tới bắt mạc, vạn nhất bị cường giả linh lung cắt giết thì sao? Lục Ly muốn giết tộc Vương Tinh không tộc, cũng muốn giết Tống Kỳ, lần này không chỉ là mượn tộc Vương Tinh không tộc làm đau, thật ra cũng muốn mượn Tống Kỳ làm đau bởi thế lục ly định liều một phen đợi lúc hai người lưỡng bại câu thương tìm cơ hội xử lý cả hai nếu có thể giải quyết cả hai không chỉ nguy cơ được giải trừ hoang giới cũng nằm trong lòng bàn tay đương nhiên kết quả nghe rất dụ hoặc lại tỷ lệ thuận với mức độ nguy hiểm nhất thời không cẩn thận lục ly sẽ hóa thành tro bụi không được dạ tra kiên định lắc đầu nói muốn chết thì cùng chết thánh chủ ngươi không có thần niệm ngươi còn chưa tới gần liền đã bị Tống Kỳ phát hiện, dựa vào mình ngươi không cách nào thành công. Lục Ly nghĩ nghĩ cũng thấy có lý, chẳng qua hắn vẫn lắc đầu nói. Thu tuyết thì sao? Nếu chúng ta thất bại, Tống Kỳ theo đường thông đạo về lại bắt mạc, tất sẽ cuộn lên gió tanh mưa máu. Không đâu. Dạ tra lắc đầu nói. Tống Kỳ từng bước từng bước đi vào cạm bẫy của chúng ta, chứng tỏ hắn rất sợ nhân hoàng linh lung cát. Dù chúng ta bỏ mạng, hắn cũng sẽ lập tức rời đi, trốn về Trung Châu. Ngươi là mục tiêu chủ yếu của hắn, hắn sẽ không lãng phí thời gian đi giết những người khác. Liều một phen, thánh chủ, có lẽ chúng ta thắng được cũng nên. Được rồi. Trong mắt lục ly tỏa ra quan mang rét lạnh, nội tâm kiên định như sắt, không còn nửa tia do dự. Đi. Dạ tra một tay mang theo lục ly, hóa thành một cơn gió bay vút ra ngoài, hai người cứ thế âm thầm tìm hành về phía tinh không sơn trên tinh không sơn lúc này đang rất náo nhiệt, gần như toàn bộ cường giả tinh không tộc đều xuất động. Ngoài ra còn có cường giả mấy đại tộc phụ cận được khẩn cấp triệu tập tới. Chiến trường nằm ở mặt nam cách 12 ngọn sơn phong chừng trăm dặm, nơi đây là một sơn mạch cực lớn, phía dưới có ít nhất mấy ngàn tinh không tộc. Trên không tộc vương tinh không tộc tinh hóa chính đang dẫn theo một nhóm người đại chiến với Tống Kỳ, thân hình tinh hóa không ngừng lấp lóe giữa trời, trên thân Tống Kỳ thì là dây leo màu đỏ rợp trời trên không trung có mười mấy tên cường giả tinh không tộc cộng thêm mấy cường giả chủng tộc kỳ dị khác bọn họ dồn dập phóng thích ra thủ đoạn đặc thù tấn công những dây leo màu đỏ kia nhìn bề ngoài tinh không tộc không khác nhân tộc là mấy hình thể cũng tương đồng chỉ là trên mi tâm nhiều thêm một vết kẻ dọc cảm giác như có ba con mắt chính nhờ vết kẻ dọc này tinh không tộc mới có được thần thông thuấn di tinh không tộc tu luyện huyền lực sử dụng binh khí tộc vương và hai tên trưởng lão tinh không tộc thậm chí còn cảm ngộ áo nghĩa. Chẳng qua áo nghĩa của hai tên trưởng lão rõ ràng đều chỉ là cấp thấp, không tăng cường được bao nhiêu chiến lực. Tinh hóa một mực không ra tay hết toàn lực, bởi vì Tống Kỳ mang đến cho hắn cảm giác rất nguy hiểm. Hắn không dám mạo hiểm, chỉ để những cường giả khác của tinh không tộc động thủ trước, nhằm thăm dò rõ ràng để uẩn của Tống Kỳ. Không thể không nói, một chi nguyên huyết mạch rất cường đại, huyết mạch này không chỉ có thể công kích và trói người mà còn có thể dùng để phòng ngự lúc này tống kỳ chính đang dùng dây leo bao bọc bản thân lại một tầng tiếp một tầng vô luận bên ngoài tới bao nhiêu công kích đều rất khó phá vỡ đám dây leo kia tấn công được lên thân thể hắn dù dây leo bị xé mở hắn lại có thể tiếp tục ngưng tụ ra hơn nữa có cảm giác dây leo của tống kỳ có thể kéo dài vô hạn lúc này mấy trăm dây leo chính đang chạy dọc xuống dưới nháy mắt đã cuốn lấy mười mấy tên tinh không tộc. Một khi bị cuốn lấy, vận mệnh của những tinh không tộc bình thường kia liền đã chú định. Trong dây leo sáng lên tử quan lấp lánh, nháy mắt liền sẽ không thể nào vận dụng được huyền lực, hiệu quả không khác gì tù ma liên của lục gia. Rất nhiều tinh không tộc ở xung quanh đều có thể thuấn di, nhưng không có huyền lực, bọn hắn lại chẳng làm được gì. Chỉ biết trơ mắt nhìn sinh mệnh chi lực dần bị hấp thụ. Giao ra lục ly, bằng không bản tọa huyết tẩy tinh không sơn các ngươi tiếng nói đằng đằng sát khí của tống kỳ truyền ra thậm chí còn là dùng cổ ngữ chẳng qua không phải quá tiêu chuẩn tinh hóa và đám tinh không tộc nghe mà nửa hiểu nửa không lại thấy mười mấy tên tộc nhân tinh không tộc hết thảm tiếp đó biến thành từng bộ thây khô bị ném ra xa ai nấy đều phẫn nộ biến sắc suy suy mười mấy tên trưởng lão tinh không tộc dùng dập ra tay mặc dù không dám tới gần những dây leo kia lại đều bắn ra huyền lực công kích từ bốn phương tám hướng hướng đánh tới dây leo. Rốt cuộc tinh hóa cũng chính thức xuất thủ, trong tay hắn hiện ra một chiến đao màu đen cực lớn, chiến đao lấp lánh quang mang, khí tức cường đại, là binh khí thánh giai. Hắn vung lên trường đao đột nhiên chẻ xuống, một đạo đao mang kinh thiên xé rách trường không, khiến cho không gian nứt ra từng đạo vết rách, trong đao mang lấp lánh kim quang, rõ ràng có ẩn chứa kim duệ chi lực, lực phá hoại kinh người. Tinh hóa cảm ngộ được một loại áo nghĩa kim hệ tứ phẩm, vừa rồi một mực không lấy ra chiến đao, lúc này tận mắt thấy mười mấy tên tộc nhân chết thảm, khiến hắn triệt để ngồi không yên. Còn về Tống Kỳ nói giao ra lục ly gì đó. Hắn căn bản nghe không hiểu, cũng không đi nghĩ quá nhiều. Năm đó tinh không tộc cũng là bị nhân tộc đồ sát đến nỗi thiếu chút diệt tộc, giữa hai chủng tộc là mối thù không đội trời chung. Giờ đây Tống Kỳ còn chém giết nhiều tinh không tộc như vậy, hắn tự nhiên bất chấp hết thảy, trước cứ phải giết Tống Kỳ rồi tính. Rầm rầm rầm. Một đao kia so với công kích của những người còn lại rõ ràng có được uy ực khác hẳn, đám trưởng lão tinh không tộc và mấy tên cường giả chủng tộc đặc thù cùng lắm chỉ có thể phá vỡ mười mấy tầng dây leo. Thế nhưng một đao kia của hắn lại nhẹ nhàng xé rách từng tầng từng tầng dây leo, chỉ chớp mắt liền đã bổ ra ba mươi mấy tầng thủng bài phòng ngự do dây leo đang dệt mà thành. Đáng tiếc. Tống kỳ ngưng tụ bốn năm mươi tầng dây leo, đao mang rất nhanh liền hao hết năng lượng triệt để tan biến tiếp tục công kích đồng loạt nhắm chuẩn một nơi mà đánh oanh sát hắn tinh hóa thấy vậy tinh thần lập tức đại chấn chỉ cần có thể bổ ra dây leo nhiều người như vậy hoàn toàn có thể nhẹ nhàng oanh sát tống kỳ hắn không ngừng công kích đám trưởng lão tinh không tộc dùng dập tụ lại nhắm chuẩn một điểm đồng loạt công tới rầm 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 từng tầng từng tầng dây leo bị xé nứt khắp trời toàn là mảnh vụn dây leo Tốc độ ngưng tụ dây leo đầy trời của Tống Kỳ rõ ràng có chút theo không kịp tốc độ oanh kích của chúng nhân. Tốt. Đám trưởng lão Tinh không tộc càng hưng phấn, dần dần áp sát về phía Tống Kỳ, muốn tiến một bước phá mở dây leo, sau đó để cho Tinh Hóa một chiêu chém giết Tống Kỳ. Hừ. Đúng lúc này, Tống Kỳ trùng trùng hừ lạnh một tiếng. Hắn thấy đám người Tinh không tộc không có phản ứng, tưởng là Tinh Hóa quyết tâm muốn bảo vệ Lục Ly, trong lòng không khỏi giận dữ một đạo khí tức vô hình tán ra không gian phương viên ngàn thước lập tức cứng lại tống kỳ mở ra vực trường đặc hữu của nhân hoàng vực trường là thứ rất thần kỳ tương tự như không gian áo nghĩa tác dụng chính là cầm cố không gian nhân hoàng sơ kỳ có thể cầm cố không gian phương viên ngàn thước trong vùng không gian đó võ giả dưới nhân hoàng không cách nào động đậy trừ phi là quân hầu cảnh tinh thông không gian áo nghĩa huyền vũ thần hải hồn đàm là trẻ nít mệnh luân bất diệt là thiếu niên quân hầu cảnh là thanh niên mà đạt tới nhân hoàng cảnh thì tương đương với tiến vào tráng niên. Nhân hoàng, đó chính là nhân trung chi hoàng, quân hầu chỉ là chư hầu bình thường, sao có thể kháng cự được ý chí nhân hoàng. Vực trường chính là lợi thế khủng bố nhất của nhân hoàng, sau khi tống kỳ phóng thích vực trường, mười mấy tên trưởng lão tinh không tộc mấy tên trưởng lão ngoại tộc xung quanh lập tức đều bị cầm cố. Ngươi dám. Tinh hóa đại nộ, đồng thời cũng rất hoảng sợ, trước kia những trưởng lão này còn cách tống kỳ hơn ngàn thước lại bởi vừa rồi oanh kích quá thuận lợi nương theo dây leo không ngừng giảm bớt cự ly song phương dần kéo gần lại không ngờ đã không cẩn thận tiến vào phạm vi ngàn thước suy suy dây leo đầy trời bắn tới cấp tốc cuốn quanh thân đám trưởng lão tinh không tộc chúng nhân bị vực trường trấn áp căn bản không cách nào thuấn di chỉ còn biết trơ mắt nhìn bản thân bị dây leo cuốn quanh hưu tinh hóa động thủ vô số đao mang bắn ra đồng thời chính hắn cũng mở ra vực trường trấn áp những dây leo kia, giải cứu cho các trưởng lão tinh không tộc. Tốc độ dây leo đúng là giảm mạnh, nhưng số lượng dây leo quá nhiều. Tống Kỳ lại còn đang không ngừng bắn ra, kéo từng tên từng tên trưởng lão về phía mình, ở trong vực trường của Tống Kỳ, tốc độ công kích của tinh hóa cũng giảm mạnh. Thấy từng tên từng tên trưởng lão bị Tống Kỳ lôi kéo lại gần, tinh hóa hoảng. Đây đều là lực lượng trung kiên của tinh không tộc, có thể đột phá được một hai tên nhân hoàng hay không đều hy vọng hết vào đám người này nếu toàn bộ chết rồi tinh không tộc cũng đi đứt dây leo quá nhiều hơn nữa những người này một mực bị cầm cố trong vực trường ra không được hắn dù chém đứt dây leo tạm thời cứu được mấy người lại ít gì rất nhanh liền vẫn bị dây leo quấn chặt trong mắt chớp qua một tia hung tợn hắn quyết định liều mạng phải cứu những trưởng lão này muốn vậy chỉ còn cách chém giết tống kỳ nhân loại chết đi cả người hắn hóa thành một đạo cùng phong phóng vuốt về phía dây leo lại không bắn ra đao mang mà sách lấy đao trực tiếp bổ tới. Huyền lực hóa thành đao mang, uy lực chỉ lớn chừng đó, áo nghĩa kim hệ của hắn muốn phóng thích ra uy lực lớn nhất, vậy thì phải cận thân chém giết, huyền khí thánh giai cũng chỉ có trực tiếp chém lên mới thể hiện được hết sức cường đại. Hay! Quả nhiên, hắn xông vào trong đám dây leo, phung lên chiến đao thánh giai tùy ý bổ tới, những dây leo kiên cố kia liền như hoa cỏ, nhẹ nhàng bị đánh đứt. Tinh hóa quét ngang chiến đao, thế không thể ngăn chém tới tống kỳ được lắm. Trong sơn mạch nơi xa, dạ tra cảm ứng được cảnh này, lập tức mừng rỡ như điên, hắn hạ giọng nói với lục ly. Tống kỳ và tinh hóa đã bắt đầu liều mạng, nếu một người bị giết, người còn lại trọng thương, vậy thì hoàng mỹ. Phanh phanh phanh. Dây leo vỡ vụn thành từng mảnh, bay múa rợp trời, mỗi lần vung vẫy chiến đao đều có thể xé nứt hư không. Tinh hóa thế không thể ngăn, vô số dây leo cuốn tới, nhưng căn bản không lại gần được thân hắn trên thanh thần binh kia sáng lên thần quan rạng rỡ khí lưu màu đen cấp tốc lưu chuyển trên đó có khí tức vô danh không ngừng phát tán sắc bén dị thường tống kỳ được mấy chục tầng dây leo bao bọc lúc này chỉ sau vẻn vẹn vẻ mười mấy giây lại đã bị tinh hóa chém nát ba mươi mấy tầng sát cơ lạnh lẽo thấu xương khóa chặt lấy tống kỳ tống kỳ đã giết chết bảy tám tên trưởng lão tinh không tộc ngoài ra mấy tên cường giả ngoại tộc đều bị hắn giết sạch lúc này hắn không dám tiếp tục đồ sát nữa bởi vì tinh hóa đã sắp tấn công tới. Thân hình hắn chợt lóe, bất ngờ lui ra sau, đồng thời điều khiển càng nhiều dây leo đang dệt ở trước mặt, hình thành từng tầng phòng ngự mới. Dây leo của hắn không phải là vô cùng vô tận, mà cần hấp thu sinh mệnh chi lực của võ giả để ngưng tụ. Nãy giờ hắn đã chém giết rất nhiều tinh không tộc, hấp thu vô số sinh mệnh chi lực, bởi thế mới có thể nhẹ nhàng phóng thích liên tục mấy canh giờ, hoàn toàn không cần tiêu hao sinh mệnh chi lực của chính bản thân. Hắn đang nghe truyện trên TV audio CV vừa cấp tốc lùi lại, vừa tiếp tục phóng thích dây leo, ngăn trở tinh hóa. Đợi không còn cảm giác nguy hiểm, hắn mới bắt đầu ra tay đối phó đám trưởng lão tinh không tộc còn lại. Đồng thời, hắn thả ra rất nhiều dây leo bao phủ xuống phía dưới, cuốn lấy từng tên tinh không tộc, sau đó giảo sát, hấp thụ sinh mệnh chi lực. Cảnh giới trên lệch khiến tốc độ hấp thụ sinh mệnh chi lực của dây leo cực kỳ khủng bố các trưởng lão tinh không tộc có lẽ còn có thể kiên trì một lát nhưng với đám tinh không tộc phía dưới thì chỉ sau mấy nhịp thở liền sẽ biến thành thây khô chết 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 tinh hóa tưởng như sắp điên trơ mắt nhìn từng tên tinh không tộc bị giảo sát biến thành từng bộ thây khô hắn lại một mực không cách nào tới gần tống kỳ lửa giận trong lòng càng lúc càng bốc cao những trưởng lão này và đám tộc nhân phía dưới đều là hy vọng tương lai của tinh không tộc bởi vì hắn biết thọ nguyên mình đã sắp cạn kiệt một khi những người này chết đi, thọ nguyên hắn lại hao hết, toàn bộ tinh không tộc tất sẽ bị thái thản tộc sâu xé, triệt để diệt tộc. Ngao Tộc vương tinh không tộc bạo rống một tiếng, vết kẻ dọc nơi mi tâm đột nhiên nhỏ ra từng giọt máu tươi. Những giọt máu tươi này trượt xuống từ mi tâm, hóa thành huyết vụ bao phủ quanh người hắn, để hắn triệt để biến thành một huyết nhân. Tộc vương Một tên trưởng lão tinh không tộc còn chưa bị giết dùng cổ ngữ gào lên đau xót, những người còn lại đều không biết gì, chỉ có đám trưởng lão bọn hắn mới rõ ràng, đây là bí thuật thiêu đốt bản nguyên tinh huyết, giúp tạm thời tăng cường chiến lực. Thú hoàng có bản nguyên tinh huyết, võ giả cường đại cũng có thể luyện chế ra bản nguyên tinh huyết, một ít chủng tộc thượng cổ đều tinh thông bí thuật này. Bản nguyên tinh huyết là cội nguồn lực lượng của võ giả, thường chỉ dùng để giữ mạng hoặc là khi muốn liều mạng. Qua nhiều năm tinh hóa mới luyện chế ra tổng cộng 3 giọt bản nguyên tinh huyết, lúc này lại đều dùng sạch. Dù trận chiến này có thắng, sau cùng tinh hóa cũng sẽ nhanh chóng già yếu chết đi, bởi thế trưởng lão này mới gào lên đau xót như vậy. Ồ. Tống Kỳ cảm giác được có gì đó không đúng, bởi vì sau khi nhỏ ra mấy giọt máu tươi kia, khí thế trên thân đối phương đột nhiên đại thịnh, cảm giác cứ như từ Nhân Hoàng sơ kỳ đột phá đến Trung kỳ. Đừng nhìn chỉ là khác biệt một tiểu cảnh giới, đến Nhân Hoàng cảnh, chiến lực sẽ chênh lệch như trời với đất. Bởi vì Nhân Hoàng có vực trường vực trường của nhân hoàng sơ kỳ và nhân hoàng trung kỳ hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp. Không hay. Tống kỳ khẽ tập trung cảm ứng không gian bốn phía, sắc mặt lập tức chợt biến, bởi vì vực trường mạnh lên, tốc độ hắn giảm mạnh. Ngược lại, phía bên kia tốc độ tinh hóa lại tăng nhiều. Phanh phanh phanh. Tinh hóa biến thành một tên huyết nhân, dơ lên thần binh một đường cùng quét, phàm là dây leo ngăn tại trước mặt đều bị nhẹ nhàng xoắn nát, tốc độ hắn tăng mạnh, như lợi kiếm sắc bén trực tiếp chém thẳng tới Tống Kỳ. Thiêu đốt bản nguyên tinh huyết. Tống Kỳ biết loại bí thuật này, đáng tiếc hắn không biết dùng, chỉ có chủng tộc thượng cổ mới hiểu được bí thuật như thế. Hắn thấy tinh hóa cấp tốc kề cận, vô luận phóng thích ra bao nhiêu dây leo đều bị xoắn nát, trong mắt bất giác chớp qua một tia tàn nhẫn, chuẩn bị dốc hết toàn lực. Không sai. Thật ra trước đó hắn vẫn chưa dùng tới toàn lực, bởi vì hắn chưa từng phóng thích áo nghĩa. Hắn ẩn giấu thực lực chính là vì giờ phút này. Giới chỉ trong tay hắn lóe lên quang mang, một loạt hắc châm hiện ra, trên những hắc châm này đều lấp lánh u quang, rõ ràng là được ngâm tẩm kịch độc. Vù vù. Hắn quang ra toàn bộ hắc châm, lại không quang về phía tinh hóa, mà quang tới dây leo bốn phía. Những hắc châm kia sau khi tiến vào trong dây leo liền tan biến chẳng thấy đâu. Ông. Giới chỉ hắn không ngừng sáng lên quan mang lấp lánh, cứ thế liên tục lấy ra hắc châm sau đó ném hết vào trong dây leo. Rất rõ ràng, áo nghĩa của hắn đã dung hợp với huyết mạch thần kỹ, bằng không hắc châm kia đã không thể nào tiến vào trong dây leo rồi sau đó tan biến. Đồng thời, dây leo ở bên ngoài yên ắng bay múa, đang chéo lại với nhau, tạo thành một lao tù cực lớn, giam lại tinh hóa và tống kỳ ở bên trong. Chết đi! Tinh hóa đã sắp xông tới, thần niệm hắn một mực khóa chặt tống kỳ. Tự nhiên biết động tác của tống kỳ, chỉ là hắn còn có đường khác để đi ư? hắn thiêu đốt bản nguyên tinh huyết chỉ có thể kiên trì ba nén hương, sau ba nén hương hắn liền sẽ vô cùng suy yếu. bởi thế lúc này nếu không thể chém giết tống kỳ tinh không tộc liền đi đứt. ầm uhm. mấy tầng dây leo cuối cùng rốt cục cũng bị tinh hóa phá vỡ, tinh hóa như một con cự thú màu đỏ máu bắn tới, chiến đao cực lớn hung hăng bổ lên đầu tống kỳ đang đứng chính giữa lòng giam bằng dây leo. rầm 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 một đao kia mang theo toàn bộ lực lượng của hắn hư không cuộn lên gần sóng nương theo chiến đao bổ xuống từng mảnh không gian bị xé nứt tiếng chiến đao phá không tựa như sắt nứt đá nát chấn vỡ màng nhĩ trên chiến đao lóng lánh kim quang đó là kim duệ chi lực có thể xé rách cả những phòng ngự hết sức cường đại ha ha tống kỳ bị vực trường của tinh hóa áp chế tốc độ giảm mạnh đã không cách nào đào tẩu nhưng hắn lại không có nửa điểm lo lắng thậm chí còn không ngừng cười lạnh vung tay lên quát lớn. Xem áo nghĩa của bản tọa, bảo tố. Hư hư hư. Khắp trong lao tù đột nhiên gào thét cuồng phong, sức gió phỏng chừng phải đạt đến cấp bậc như trong vòi rồng. Từ quanh bốn phía lao tù, hắc châm bắn ra đầy trời, tự như mưa rào tầm tả chen khắp mọi ngóc ngách không gian trong lòng. Áo nghĩa của Tống Kỳ là áo nghĩa phong hệ, đã dung hợp một cách hoàn mỹ với huyết mạch thần kỷ. Những hắc châm này là do hắn đặc biệt chế tạo, mượn áo nghĩa phong hệ phóng ra tất cả hắc châm đều được chế tác từ chất liệu huyền khí thánh giai độc tẩm trên đó là một loại kịch độc cực nổi danh ở trung châu kiến huyết phong hầu áo nghĩa phong hệ có thể giúp cho những hắc châm này đạt tới tốc độ cực hạn trừ phi mặt khải giáp thánh giai bằng không thì đều có thể nhẹ nhàng xuyên thủng một khi đâm vào trong thân thể võ giả chỉ trong một dây toàn thân sẽ tê liệt dây sau đó sẽ trúng độc mà vong lao tù dây leo có thể ngăn cản võ giả đào tẩu Áo Nghĩa Phong Hệ có thể khiến cho tốc độ độc châm đạt tới cực hạn. Một khi tốc độ đạt đến đỉnh, lực công kích là vô cùng khủng bố. Độc châm dày đặc che phủ hết thảy không gian trong lao tù, căn bản không cách nào tránh né, chỉ còn biết trơ mắt chờ chết. Đây chính là chiến lực mạnh nhất của Tống Kỳ, dựa vào thần kỹ này, hắn đã từng đánh chết một tên nhân hoàng, 10 tên quân hầu cảnh lam sư phủ, khiến cho nhân hoàng Bắc Bộ Trung Châu nghe hơi mà tán đảm. Xong rồi trong lòng Tinh Hóa dâng lên cảm giác tuyệt vọng không cùng, trừ phi hiện tại hắn Thuấn Di rời đi, bằng không một giây sau tất phải chết không nghi ngờ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.